trình Giác Quan thứ 6. Trò chơi này có tên gọi là bịt mắt chích bong bóng. Bạn nam sẽ bịt mắt. Ôi. Đó. Wow. Và sẽ phải cõng bạn nữ lên. Mỗi đội sẽ có 3 phút ha. Làm sao để chích nhiều nhất bong bóng vào của mình. 1, 2, 3. Ờ, hay quá, thua rồi, mình chơi trước nha. Yeah. Yeah. Và bây giờ thì thời gian dành cho đội của Miu xin được phép bắt đầu. Đó. 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 Ok, ok, rồi anh đẩy em lên đi. Ê. Trời ơi. Ôi. Ê, này. Ok, cứ vậy đi, anh đẩy đi. Ôi, rồi, cứ đi, cứ đi. Lại. Bỏ đi. Ok. Wow. Ok. Bên trái xíu anh, bên trái. Rồi. Lấy. Ok. Wow. Wow. Bỏ bớt đi. Wow. 3 2 1 hết giờ. Oh. Thấy được quá. Và bây giờ thời gian dành cho đội Lan Trinh xin được phép bắt đầu. Lên. Đâu rồi, bóng đâu? Lượt à, rồi. Lên. Đừng có xiết cổ anh đi. Lên. Lùi lại. Xíu qua trái. Lên một xíu. Lên. Qua trái. Lên. Qua trái. Ôi, sao vậy? Anh làm hay quá. Hay quá. Qua phải một tí xíu. Rồi. Chai này về bằng lưng hết trơn. Đâu nữa rồi? Lên. Mặt thằng bé xanh lè rồi. Đi lên. Rồi lên nè. Đội gì thằng rõ quá. Nó đổ mồ hôi ra. 3 2 1 hết giờ. Cảm ơn em. Bây giờ tổng cộng số bóng mà đội của Lan Trinh làm bể đó chính là 6 trái. Ôi, giỏi rồi. Sorry em. Còn tổng cộng những trái bóng mà bên đội Miu làm bể là 12 trái. Wow. Dễ nha mấy bạn, dễ. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với ngôi sao may mắn. Cái này hay nè. Và bây giờ thì sau 3 tiếng đếm của Lâm Vĩ Dạ, xin mời hai chàng trai của chúng ta đưa hai tay ra. Nếu như ai có ngôi sao may mắn thì cũng hãy đưa ra luôn nhé. Bắt đầu. 3 2 Eco. 1 đưa tay ra nào. Ủa mày có hả? Ồ mày có. Cái chàng trai nhà sản xuất âm nhạc đang giữ rồi. Rất tiếc là không ai nhận được phần thưởng của chương trình. Wow. Không sao, nhưng mà đối với em thì gặp được một người bạn ăn ý với mình thì nó cũng giống như một ngôi sao may mắn. Dạ. Wow. Yeah. Bên đây chị nói gì? Tất nhiên. Tự nhiên hôm nay em được bóp cổ một người đàn ông em cũng vui lắm. Sau 3 vòng thi thì chúng tôi xin được tổng kết số điểm. Miu 15 điểm. Nico Lan Trinh, em không dám nói đâu, anh nói đi. Ghê lắm. 5 điểm luôn. Yeah, danh dự. Và với số điểm khủng như vậy, đồng nghĩa với việc Miu đã mang về cho mình 10 triệu đồng. Bên em. Bên em 0 triệu đồng. Thưa quý vị, mọi việc đã được chứng minh. Phụ nữ họ có giác quan. Nếu như mà chưa có mạnh thì chúng ta có thể thử nghiệm thông qua chương trình này. Nhưng không phải trường hợp nào cũng đúng ạ. Xin lỗi em. Và nếu như quý vị yêu mến chương trình Giác Quan thứ 6 thì đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi. Đó là vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại.